Dạ, vừa mấy chiếc chai bông xin chào cả nhà nha. Bữa nay em giới thiệu cho anh chị cái loại giống này là nhị ngọc toàn lá cẩm thạch luôn nha cả nhà. Quá xá là đẹp luôn anh chị mình ơi, nhị ngọc toàn mà lá cẩm thạch nữa ha. Vừa đột biến hoa mà vừa đột biến lá luôn cho anh chị mình luôn nha cả nhà mình ơi. Đó, đây là những cái lá mình cẩm thạch này cả nhà. Đẹp xuất sắc luôn ha. Thì hiện tại á, cây này em đang giới thiệu cho cả nhà có thông số là hoành là 17, cao là 60 và chiều ngang từ đầu bên đây qua tới đầu bên đây là 84 nha cả nhà. Đó, cây này đẹp quá xá đẹp luôn ha. Hiện tại thì nó có nụ kim cho anh chị mình luôn. Đây. Đó, có nụ kim cho anh chị mình luôn nha. Về nhà anh chị có thể tép mặt hoa của Ukela luôn nha cả nhà. Rồi, cái này em giao lưu với anh chị, giá chỉ có là 2,2 triệu thôi. Em bao ship cho anh chị mình luôn. Đây là cái hân dáng uống lắc lượng của nó luôn nè cả nhà. Đẹp xuất sắc, đẹp tuyệt vời luôn nha anh chị mình. Đế cũng đẹp, không có thua kém gì hết trơn luôn ha. Rồi, nhị ngọc toàn lá cẩm thạch luôn cả nhà mình ơi. Giá chỉ có là 2,2 triệu thôi. Em bao ship cho cả nhà luôn nè. Rồi, còn ngần ngại gì không chốt liền cái này giúp em luôn.